2, 3 nào. Wow, em đã bị rơi rồi các bạn ơi. Pam chiu, pam chiu, pam chiu, pam chiu. Wow, wow, cái gì đấy các bạn ơi? Nè, ui, mình nhặt được cái gì đây? Wow, một khẩu súng đạn hít các bạn ơi, của siêu nhân nhện nhá. Hello, xin chào các bạn nhá. Hôm nay chúng mình lại đi hái rau nhá. Nào, đây này, mình đi hái rau ngót nhá. Này, hái rau ngót để về ăn các bạn ạ. Mình cho vào trong xô nhá. Mình đi hái tiếp nhá. Nào. Wow, các bạn ơi. Này, có một cái gì thế này. Wow, cái gì đây nhở? Trời ơi. Ui, ai vứt khẩu súng đồ chơi ở đây nhở? Đây là một khẩu súng bắn nước này các bạn ơi. Đấy, sao ai lại vứt được vườn rau này nhở? Mình bắn thử nhá. Nào. Ui, ui chà. Wow, súng này bắn khỏe lắm các bạn ơi. Mình thử đi bắn đồ chơi nhá. Xem có đồ chơi không. Ở cái vườn rau này có cái gì không nhở? Wow, nè các bạn ơi. Ui, ở đây có hai cái xe này. Wow, một em xe cảnh sát, một em xe cứu hỏa các bạn ạ. Mình bắn hai em này nhá. Nào, bắn nhá. Pam, 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 pam. Ui, em này khỏe quá các bạn ơi. Ui, mình bắn lại nhá. Wow, mình bắn lại này các bạn ơi. Xem cái xe này khỏe nào nhá. Pam, wow, một em rơi này các bạn ơi. Bắn em này nhá, còn em này nữa này. Pam, pam. Chà, dạ, 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 dạ. Wow, cuối cùng em ấy đã rơi các bạn ơi. Này, mình bắn được rơi ở trên cây các bạn ơi. Này, đây là một em xe cứu hỏa nhá các bạn nhá. File chắc này các bạn này. Đấy, có cả cần cứu hỏa ở trên này. Wow, em này có bình cứu hỏa này các bạn. Đó. Wow. Bắn nhanh quay được không? Quay được rất là tít các bạn ạ. Đấy. Đây là một em file chắc. Wow, mình cất nhá. Rồi. Tiếp đến nào, còn em này nữa này, em này bị rơi này các bạn này. Wow. Đây là một em xe cảnh sát các bạn ơi. Police car. Wow, mobile police. Ui chà, em này ác chiến thế nhỉ. Wow, 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 wow. Ui chà. Rồi, đi tìm tiếp nhá. Các bạn ơi, mình đi tìm tiếp nhá. Yeah. Ui chà chà, đây rồi các bạn ơi. Nè, wow. Một em xe trộn bê tông, bắn nhá. Bam, wow. Em ấy đã bị rơi các bạn ơi, đâu rồi. Yeah. Ui chà chà, wow, đây rồi. Ui, đây là một em xe trộn bê tông các bạn ơi. Rất là xịn sò này, quay được bê tông này. Ui chà. Ý, em này ác chiến nhờ. Rồi, cho em trộn bê tông vào đây nhá. Wow, mình nhặt được rất nhiều đồ chơi các bạn ạ. Mình lấy khẩu súng mình lại đi bắn tiếp nhá. Nào. Wow, đây là đây các bạn ơi. Ui, wow, có một em xe tải các bạn ơi. Bắn nhá. Pam, pam, pam. Wow, em ấy đã bị rơi rồi các bạn ơi. Đây này. Ý, chà chà. Ý, mình đã bắn rơi được em ấy rồi. Đây là một em xe tải này. Mobin chắc, wow. Ý chà, em này rất là xịn sò, có cả vô lăng lái trong này các bạn ơi. Đấy, thấy chưa, đẹp không? Wow, chắc. Ui, xe tải các bạn ạ. Wow, 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 wow. Bắn em. Wow, đi tìm tiếp nha. Nào, mình đi tìm tiếp nha. Yeah. Ý chà chà. Wow, đây này các bạn ơi. Ui, có hai xe luôn. Một em, hai em, bắn nha. Nào, bắn em này trước đi. Pam, wow, một em rơi rồi. Pam, wow, wow. Em đã rơi rồi các bạn ơi. Nè. Wow, đây, đây là một em chắc excavator, super excavator. Em này là em xe cần cẩu máy xúc này các bạn này. Em này là gọi là máy xúc tự hành các bạn ơi. Đấy, có bác lái máy xúc trong này này. Rất là mới, xe rất là mới nhá. Ai vứt ở vườn rau này, mình lại bắn được chứ các bạn. Ý da, cho vào đây. Tiếp, một em nữa bị rơi đây này các bạn này. Đây này, đấy. Wow, wow. Ui. Wow, đây là một em xe cần cẩu cứu hỏa các bạn ơi. Phai chắc, quấy, em có bình cứu hỏa đây này. Phai chắc nhá. Đấy, có cần cứu hỏa đây. Đấy, rồi. Em này thật là xịn sò luôn các bạn ạ. Ui, ui, cho vào đây nha, đi bắn tiếp nha. Ây da, chúng ta tiếp tục đi tìm nha các bạn nha. Nào. Wow, đây rồi các bạn ơi. À, một em cần cẩu máy xúc các bạn ơi. Bắn nha. Pam chiu, pam chiu, pam chiu, pam chiu. Wow, em ấy đã bị rơi rồi. Ha ha, mình đã chinh phục được em ý. Wow, đây là một em máy xúc này, excavator. Wow, ui, em excavator này ác quá các bạn ơi. Xúc đất này. Ui, em ấy xới cả đất luôn các bạn ơi này. Ui, em ấy xới được nhiều đất lắm các bạn ơi. Chà, ui, cần em ấy cử động được các bạn ạ. Này, một em máy xúc nhá, mình có thể xúc được rất là nhiều đất các bạn ạ. Rồi, mình cho em vào đây. Rồi, mình đi tìm tiếp nhá. Ây da. Wow, cái gì đây các bạn? Bắn nào.
Ui, 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 cái gì đây? Wow, ây cha cha, một khẩu súng. Một khẩu súng đồ chơi lắp pin các bạn ơi. Lắp pin vào đây này. Xong mình sẽ bắn ở đây là em sẽ kêu pách 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 pách. Wow, mình cất khẩu súng này đi nhá. Wow, cho vào đây. Rồi đi tìm tiếp nhá. Thử đi tìm đồ chơi tiếp nhá, xem có không nhá. Ây da. Wow, cái gì đây các bạn ơi? Nè, ui, mình nhặt được cái gì đây? Wow, một khẩu súng đạn hít các bạn ơi, của siêu nhân nhện nhá. Này, có thấy hình siêu nhân nhện không? Hot fire, wow. Có cả tơ nhện đây, bắn thử nhá. Ơ, các bạn ơi, có hai em xe ở đây này. Mình bắn hai em xe nhá. Yeah. Nào, 1, 2, 3 này. Ui, không rơi các bạn ơi, bắn lại nhá. Ây chà, mình bắn lại nào. 1, 2, 3 này. Ui, ui, em đã bị rơi rồi các bạn ơi. Này, ui, mình bắn được một em xe trộn bê tông rất là to các bạn ơi. Wow, một em xe trộn bê tông này. Wow, em này to lắm các bạn ơi. Này, các bạn thấy không? Em rất là to nhá. Một em chắc mixer. Chắc mixer rất to. Ui, wow, quay tít luôn các bạn ơi. Rồi, cho em vào trong xô nhá. Rồi, mình đi tìm tiếp nhá. Nào, bắt đầu. Các bạn ơi, vẫn còn một cái xe nữa nhá. Mình bắn em này nhá. Wow, một em rất là to. Băm. Ui, không rơi, bắn lại nhá. Wow, em này rất là khỏe các bạn ạ. Bắn không thèm rơi luôn. Mình sẽ bắn lại nhá. 2, 3 nào. Wow, em đã bị rơi rồi các bạn ơi. Ui, cuối cùng em ấy đã bị mình chinh phục. Mình đã bắn rơi được em ý các bạn ơi. Rồi, nè các bạn thấy không? Ui, đây là một em cần cẩu máy xúc tự hành chắc excavator. Wow, ui, cần xúc này của em ấy sắc lắm. Có thể xúc được rất là nhiều đất các bạn ơi. Lốp thì to chứ. Lốp này đi trên đất thì thoải mái luôn. Các bạn nhìn này. Ui, wow. Ui, em đi hết trong vườn cỏ luôn các bạn ơi. Rồi, mình cho em vào đây nha. Mình đi bắn tiếp nha. Hay da, hôm nay chúng mình sẽ đi tìm xem còn em nào nữa không nhá. Wow, đây rồi các bạn ơi. Đây có một em này. Wow, bắn nhá. 1, 2, 3 này. Ui, không rơi, bắn lại nha. Ui, em này khỏe lắm các bạn ơi. Bắn nãy giờ không rơi, bây giờ mình bắn lại nhá. Bắn bên này đi xem nào. Bam. Wow, cũng không rơi luôn. Wow, em này rất là lì các bạn ạ. Bắn không rơi luôn nhá. Bắn lại phát nữa nhá, phát cuối cùng nhá. Bam. Wow, em này khỏe lắm các bạn ơi. Em này không thể rơi được cái này. Wow, em này mình bắn rất là tốn công sức nhá. Em ấy đang chở đất với chở cát ở trên này này. Cho nên em ấy rất là nặng. Cho nên là mình bắn không thể rơi được em này. Đây là một em xe ben, nâng ben này. Đổ cát được cái này các bạn. Đấy. Đây là chở đất chở cát này. Nâng ben hạ ben này. Ui, ui chà. Rồi, cho em vào đây đi. Xong rồi là mình đi bắn tiếp nhá. Ây da, xe nào, còn em nào nữa không? Wow, các bạn ơi. Nè, các bạn thấy cái gì không? Nè, đây lại một em nữa này. Mình bắn em này nha. Ui chà chà, em này làm gì đây? Băm. Wow, ui, tí rơi các bạn ơi. Em này sắp rơi. Bắn lại nha. Rồi, mình bắn lại em này nha. Băm. Wow, em này cũng không rơi, bắn lại. Các bạn ơi, em này không biết là em xe gì. Em rất là khỏe các bạn ạ. Bắn nãy giờ không rơi. Mình bắn lại nha. Băm. Ui chà, không thể rơi được luôn em này. Em này rất là khỏe các bạn ạ. Đấy, em này không biết là xe gì nhá. Rất là khỏe luôn. Đây này. À, hóa ra đây là một em xe vệ sinh môi trường các bạn ơi. Đấy, em ấy đang dọn rác đấy. Như này, với hình người đổ rác ở đây này các bạn. Đấy, cái cần này là để đổ rác vào đây này các bạn. Đấy, xong rồi nâng ben này. Hạ ben này, đấy, nâng ben để đổ rác. Đấy, các bạn thấy không? Rồi hạ vào đây nha. Wow, một em xe chở rác rất là đẹp các bạn ạ. Mình cho vào đây. Wow, hôm nay mình nhặt được nhiều đồ chơi quá các bạn ơi.